Viên uống chống lão hóa da DHC Coenzyme Q10 bổ sung Coenzyme mang nhiều lợi ích cho cơ thể và làn da, đẩy lùi lão hóa từ bên trong, tăng sinh collagen cho da đàn hồi, săn chắc chống chảy xệ. Thành phần có chứa vitamin C, Coenzyme Q10 lên tới 90mg có nhiều lợi ích cho cơ thể và làm đẹp da. Đối tượng sử dụng, người có nhu cầu làm đẹp da, da có dấu hiệu lão hóa. DHC Coenzyme Q10, viên uống chống lão hóa da DHC gói 30 ngày. Viên uống chống lão hóa da DHC Coenzyme Q10 có chứa tới 90mg Coenzyme trong mỗi 2 viên để cung cấp cho cơ thể mỗi ngày. Coenzyme có trong cơ thể con người tập trung nhiều ở tim, gan, thận và tuyến tụy. Chất này có vai trò quan trọng trong sức khỏe con người như tốt cho hệ tim mạch, điều hòa huyết áp và đặc biệt là chống lão hóa cho da. Công dụng của viên uống chống lão hóa da DHC: hỗ trợ tế bào cơ tim, giảm nguy cơ tai biến tim mạch, giảm cholesterol trong máu, điều hòa huyết áp. Chống lão hóa da nên kết hợp với vitamin C, E để cơ thể luôn khỏe mạnh, ngăn tình trạng béo phì và tích mỡ có hại, giữ da luôn căng bóng, đàn hồi, trẻ khỏe. Thành phần của viên uống DHC Coenzyme Q10. Một số thành phần nổi bật của viên uống chống lão hóa DHC như Coenzyme, có lợi cho sức khỏe và chống lão hóa. Vitamin C, giúp chống oxy hóa, tham gia vào quá trình chuyển hóa như protein, lipid, glycogen. Vitamin C còn có tác dụng làm sáng da, tăng đề kháng cho cơ thể, tăng sinh collagen giúp chống lại quá trình lão hóa. Protein, lipid. Đối tượng sử dụng viên uống chống lão hóa da DHC gói 30 ngày. Viên uống chống lão hóa DHC dành cho người có nhu cầu chống lão hóa da. Độ tuổi khoảng 30 đến 40 tuổi khi da bắt đầu có dấu hiệu lão hóa. SAI lầm lưu ý KHI sử dụng sản phẩm. Có thể kết hợp với vitamin C hoặc viên uống collagen DHC để hiệu quả tốt hơn. Uống đủ 2-2,5 lít nước để đảm bảo hòa tan dưỡng chất và cơ thể hấp thụ tốt nhất, tránh gây mụn và nóng trong. Giới thiệu về thương hiệu mỹ phẩm DHC. DHC là tên viết tắt của Daigaku Honiako Center, thương hiệu mỹ phẩm, thực phẩm chức năng nội địa hàng đầu Nhật Bản. Các sản phẩm của DHC được biết tới với các sản phẩm có nguồn gốc từ thiên nhiên mà thành phần cốt lõi là dầu olive. Cùng với đó, thực phẩm chức năng DHC cũng luôn nằm trong top sản phẩm bán chạy nhất, làm hài lòng rất nhiều khách hàng ở các thị trường khó tính như Nhật Bản và cả ở Việt Nam với mức giá tầm trung và sự hiệu quả vượt trội.